Kinh văn. Ananda nên biết các căn ấy không phải là sáu, không phải là một. Do từ vô thủy đến nay điên đạo chấp trước, nên đối với tánh viên trạm sinh ra nghĩa một và sáu. Ông đã chứng quả Tu Đà Hoàng, tuy chấp vào sáu đã tiêu, nhưng cái chấp một chưa quên. Giảng giải. Ananda nên biết các căn ấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không phải là sáu, không phải là một. Do từ vô thủy đến nay điên đảo chấp trước, nên đối với tánh viên trạm sinh ra nghĩa một và sáu. Nó sinh khởi do đương vào cái chân. Quý vị sinh khởi vọng tưởng, phát khởi vô minh phiền não từ ngay trong tự tánh của mình. Quý vị từ kết thúc bằng sự chìm đắm trong các mối liên lụy tràn trịch này. Quý vị nói: anh cho tôi cái này và tôi sẽ cho anh cái kia. Đó là cách mà mình bị vướng mắc. Giống như mỗi một công ty lớn với một văn phòng chính với nhiều chi nhánh, vì vọng tưởng và dính mắc, nghĩa của một và sáu trở nên được thiết lập trong tánh vắng lặng thanh tịnh viên mãn của Như Lai Tạng trong chân tâm. Ông đã chứng quả Tu Đà Hoàng, A Nan, ông đã chứng sơ quả A La Hán. Điều quyết định của một vị đã chứng sơ quả A La Hán là không nhập vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tuy chấp vào sáu đã tiêu, ông không còn bị xoay chuyển bởi sáu trần. Ông không còn nói thức ăn này có ngon không. Ông không còn có suy nghĩ như vậy. Hoặc là khi thấy hình sắc, ông không còn nói cái ấy thật đẹp. Ngay khi nghĩ đẹp là đã bị dính mắc, và mình sẽ đuổi theo cái đẹp đó. Đuổi theo xa đến đâu chẳng có ai biết được. 1, 2, 3, 4 hoặc 100, 200 dặm. Ai biết được quý vị đuổi theo cái đẹp ấy bao xa? Đó có nghĩa là bị xoay chuyển theo sắc trần. Về chuyện mũi ngửi mùi hương, tôi nhớ hồi còn ở Mãn Châu, khi đang trì tụng chú Đại Bi với 12 người đệ tử của tôi, chúng tôi đều quỳ để tụng. Sau khi tụng hơn 200 biến, toàn căn phòng tràn ngập mùi hương lạ. Chẳng có bông hoa nào trong phòng hoặc bất kỳ vật gì khác có thể phát ra mùi hương. Thực ra mùi hương phát ra từ thế giới này không giống như bất kỳ mùi gì tôi đã biết trước đây. Một đệ tử của tôi bắt đầu khịt mũi lớn tiếng và la lên: thơm quá, dễ chịu quá. Anh ta càng khịt mũi, mùi hương càng thơm, anh ta càng muốn ngửi nhiều hơn. Tôi bảo anh ta: chú về tụng chú Đại Bi xong, đừng có đuổi theo mùi hương như vậy. Về chuyện lưỡi nếm mùi gì, một hôm tôi theo một vị lão tham đến nhà một cư sĩ để phó trai. Vị lão tham ra vẻ như đã có phong thái của người tu hành lâu năm và đạo hạnh của người tu đạo. Nhưng khi thức ăn được mang lên, ông ta liền nhắc tôi: thức ăn này rất ngon, đó là món tôi thích nhất, ông có thích không? Tôi nói: tôi không biết nó có mùi vị như thế nào. Ồ, ông chưa từng ăn món này hay sao? Tôi ăn rồi nhưng không biết mùi vị nó giống thứ gì. Nếu ông không biết nhận ra mùi vị, thế thì ông biến thành khúc gỗ rồi. Tôi dặn lại: nhưng tôi biết ăn, gỗ không biết ăn. Nguyên nhân tôi không biết mùi vị là vì tôi chỉ biết ăn cho đầy bụng, tôi chẳng để ý đến mùi vị. Qua kết quả cuộc thảo luận, tôi tự nghĩ: một bậc lão tham đáng trọng như vậy mà vẫn phí sức vào việc ăn uống. Ông ta quá dướng mắt vào chuyện ăn uống ngon dở, như thế để làm gì? Này, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói đến không còn chấp vào sáu, làm sao được như vậy? Khi đã chứng sơ quả A-la-hán rồi thì quý vị sẽ từ bỏ tập khí ấy. Mắt không còn tìm kiếm cái đẹp nữa, tai không còn lưu giữ âm thanh, mũi không còn tham ngửi hương thơm, lưỡi không còn tham đắm mùi vị, thân không thích xúc chạm với vật, và tâm ý không còn để ý đến các thứ khác. Nhưng cái chấp một chưa quên. Cái gì là một? Nó biểu tượng cho sự đắm chấp vào các pháp, một loại chấp trước vẫn đang còn. Mặc dù sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đã được tiêu trừ, nhưng cái chấp vào các pháp vẫn chưa được trừ sạch.